Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và rất thành thật xin lỗi vì thời gian vừa qua mình không có ra được nhiều clip lắm. Như các bạn biết đó, cuối năm, chạy deadline vân vân các thứ. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip nho nhỏ nói về cái cập nhật ngày 27 tháng 1, cũng như là một cái bản cập nhật mà các bạn có thể chơi vào dịp Tết. Thì vào ngay chủ đề chính thôi, đầu tiên là các bạn sẽ có Automaton Tower mở cho mùa 2, bắt đầu từ khoảng thời gian là khoảng 30 hoặc là 31 tháng 1. Mùa 2 nó chỉ khác mùa 1 ở chỗ là nó đổi mấy cái buff này thôi các bạn, là nó đổi con boss rồi. Chứ còn thiệt ra thì về độ dễ nó cũng như nhau ạ. Cho nên là cũng không có gì đặc sắc lắm ha. Về banner thì Bayra đã ra mắt. Thì Bayra các bạn sẽ được summon chung với lại series, thì tùy các bạn thôi. Các bạn thích hero nào thì các bạn summon hero đó. Và các bạn nếu như có cơ hội lấy được cả hai thì hãy lấy luôn cả hai. Tất nhiên là Bayra sẽ ra mắt cùng với artifact của Bayra. New side story, tức là side story mới của Bayra cũng được ra mắt luôn. À, các bạn sẽ có dịp, hy vọng sẽ được tìm hiểu tại sao mà Bayra lại trở nên tức là lúc đầu thân thiết với lại Arunka. Nếu các bạn có theo dõi cốt truyện, lúc đầu là được Arunka cứu, nhưng mà về sau lại tạo phản Arunka, muốn lấy được cái thanh kiếm mùa thu. Arunka đang giữ cái thanh kiếm mùa thu các bạn. Thì đó là sơ sơ về cốt truyện mới nhất. Thì các bạn sẽ có dịp tìm hiểu. Thì cái side story này các bạn cũng đánh gọi là đánh map như thường thôi. Rồi, banner đây. Coin shop kỳ này sẽ được đổi. Coin shop hero thường thì sẽ có Lilias và Ray. Coin shop Moonlight thì sẽ có Jakiseo và Ash Demon's Shadow. Thì nếu như các bạn nào có dư coin và có hero mà các bạn muốn ở trong này á, các bạn có thể xem mình. Rồi ngoài ra thì skin Kana được đưa vào shop. Nếu như các bạn không kịp mua trong Epic Pass thì có thể vào đây. Bỏ ra 60 vé để mua. Rồi xong, đó là sơ sơ về cập nhật cho tuần sau các bạn. Nói chung cũng không có gì quá đặc sắc đâu. Cái đặc sắc ở cái chỗ là nó sẽ có nhiều buff cho tuần sau. Đầu tiên là cái buff, ý mình nói là cho ngay ngay gọi là cuối tuần này á, rồi một vài ngày trong tuần sau á, chứ không phải không hẳn là tuần sau nữa. Thì đầu tiên là cái buff free and equip, có nghĩa là các bạn tháo đồ free rồi có thêm buff hunt, buff farm gì đó nữa thì các bạn có thể tận dụng trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 1 cho tới ngày 3 tháng 2, tức là khoảng thời gian Tết đó. Thứ hai là các bạn sẽ có cái buff summon, tức là mỗi ngày trong vòng 7 ngày các bạn sẽ được có dịp nhận 100 Mystic Medal. Thì tổng cộng là có 500 Mystic Medal, có nghĩa là 10 lần xin Mystic cho các bạn. Khoảng thời gian của event này là từ 27 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 2. Rồi, các bạn cứ vô login là nó cho thôi, không có gì khó khăn cả. Ngoài ra thì có summon 70 lần, có nghĩa là trong 7 ngày, mỗi ngày các bạn được free summon 10 lần. Khoảng thời gian event này là từ 28 tháng 1 cho đến ngày 10 tháng 2. Và tùy vào server của bạn mà nó có thể mở, gọi là cái thời điểm nó mở nó hơi khác nhau chút. Ví dụ server Global thì thường vào 5 giờ chiều thứ sáu giờ Việt Nam thì nó sẽ mở cái summon này ra Europe. Ở server châu Âu thì có thể sớm hơn chút, 10 giờ sáng thứ sáu chẳng hạn. Server Asia hoặc là Korea thì nó là 18 giờ tối cộng thêm 7 giờ, có nghĩa là nó nhích qua khoảng 28 tháng 1 luôn, mà sáng sớm 28 tháng 1. Thì tùy các bạn ở server nào mà các bạn có thể summon, gọi là canh summon. Và chúc các bạn có được nhiều hero mới trong cái đợt summon này ha. Chứ riêng mình là mình chả có bao giờ có còn gì mới trong cái event này cả. Rồi ngoài ra thì còn một cái event nhỏ nhỏ là nhận năng lượng thôi các bạn. Thì cái này nó sẽ kéo dài từ ngày 27 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 2. Và mỗi ngày các bạn vào game chỉ cần login thôi các bạn sẽ nhận được năng lượng. Thì nó hơi khác ở các server, ví dụ như server Hàn Quốc, server châu Á thì các bạn có hai đợt nhận năng lượng, ở mỗi đợt là 100 năng lượng. Trong khi là server Global với Europe, châu Âu thì chỉ có một lần nhận năng lượng trong một ngày thôi, và các bạn login vô thì sẽ được 200 năng lượng. Thì tùy các bạn ở server nào, ở cái khung giờ ở đây các bạn cứ cộng 7 tiếng lên nó sẽ ra được giờ Việt Nam, bởi vì UTC là cái giờ chuẩn á. Thì đó là tổng quan về cái đợt cập nhật mà mừng năm mới. Hy vọng là các bạn sẽ có khoảng thời gian năm mới ha, tràn đầy vui vẻ hạnh phúc thôi. Rồi thì đến đây thì mình cũng xin kết thúc video này tại đây, và hẹn gặp lại các bạn trong những clip kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.